Tiếp theo thì mình qua cái cửa hàng bên đây nha, cũng sát một bên. Thì cửa hàng bên đây thì ai mà xem kênh nhiều thì cũng quen nha. Đây, mò nhiều mò sao mấy? Thì cửa hàng này ở Phước Hưng mà vừa qua. Còn đây là số điện thoại của còn cái hướng này á, là ra chợ Gò Quao, từ đây ra tới đó thì khoảng gần 500 m. Còn hướng này thì Vĩnh Phước 2, Vĩnh Phước B nữa. Rồi xin chào anh em gần xa nha. Hôm nay mình có số xe thanh lý nè. Xả lỗ thu hồi vốn nha nè. Cửa hàng mình nói địa chỉ chứ, cửa hàng mình huyện Gò Quao, Kiên Giang, khu phố Phước Hưng 1, huyện Gò Quao, Kiên Giang. Địa số điện thoại là 0915 855 677, 0949 777 454. Có số xe thanh lý giá rẻ nha nè. Cửa hàng mình còn có hỗ trợ trả góp gì không anh? Có hỗ trợ trả góp rồi qua ngân hàng. Còn nếu anh chị trả trước 60% bao nợ xấu. Bao nợ xấu nhưng mà phải trả là 60% phải không? À. Rồi cửa hàng mình có hỗ trợ mà ship code đi sao không anh? Có hỗ trợ ship code luôn. Phí cửa hàng chịu. Rồi tiếp theo thì mình giới thiệu cái dòng xe mà cửa hàng mình có đi. Đây con Alex mới nè, 125 trước đi. Cái này thì quá mới luôn rồi. Mày chạy cũng 1-2 ngàn thôi nha. Cái này như mới Godai à. Cửa hàng mình ra nhiêu anh giá con này? 43 triệu. 43 rẻ hơn xe mới nhiều. Ủa 34 chứ. 34 xe mới 43. Quên con nãy 160. 34 triệu. Rồi Sonic. Sonic thì nói chung ra tầm khoảng 30 anh lên nha. Quẹo lửa 30 cũng phải. Con này về và ngoài thì ấy nha, liền con này chắc bấm ngoài, bấm ngoài chưa có coi xe nữa. Với hồi 30 bấm ngoài đó, anh em lại coi xe đi thì ghé coi xe đi cho nó trực tiếp hơn. Mọi người nhìn cái cổ bô ha, còn mới cỡ này thì cái chất xe còn rất là ngon ha. Đây xe này mới, xe này mới chắc. Và ngoài thì không kỳ xước chứ. Xe thì liền lạc cứ cấp không chạy xước nè, ai thích thì liên hệ cửa hàng nha. Rồi có Raider nè, tầm khoảng 20 ngoài 30 rồi á. Như cái con trên tay là giá nhiêu? Con này con nè. Này thì rẻ, con này có 14 triệu à. Xe bao bốc ha. Này 14 triệu. Còn mấy này tầm 30 cũng 30 bên ngoài. Nhưng mà con này thì nó mới hơn nè. Mới hơn thì nó cũng mới tiền hơn chút vậy đó. Cũ thì nó cũ tiền. Con này thì này 14 củ khoa. Quá rẻ. Rồi như cái con màu đen này. Con trong này nè. Đen này 30. 30 ha. Con này cũng khoảng 32. Còn cái con bên kia sạch còn là cũng 3 ngoài 32 vậy đó. Trong cùng cái này còn nguyên bản zin luôn ha, kể cả cái này xe zin luôn. Nè. Xe đây sao bán vậy chứ không có sửa chữa binh bọt chứ. Rồi bên chiếc này như Vespa nè. Con này Vespa, này xe nhà nào, chị em nào lấy thì bán luôn. Xe này xe của bà xã. Được giá ấy luôn ha. 39 triệu. Ai thích mẫu này thì 39995. Số cũng đẹp. 39 triệu luôn. Bán theo biển số luôn đó. Rồi 2015 Phu chờ X, Phu chờ GT 30 triệu. Hai con đồng giá hả? Đồng giá. Lấy nào lấy. Biển số con trong thì dễ nhìn hơn nha. Số gánh. Gánh tiền. Xe thì đậu gần nhau thì không có quay chi tiết. Thì có gì ai muốn mua thì liên hệ trực tiếp cửa hàng ha. Rồi điện qua Zalo á. Còn về cái dàn bên ngoài thì không chạy xước ha, liền lạc cứng cáp. Trong đây cũng có ít chiếc xả luôn nè. Này xe mới nè. 63 triệu. Ba con đồng giá luôn hay là sao anh? Không có con này hả? Con còn hả?
như đứt con bò quá một con vậy này có 20 cây số rồi nha. Ủa mấy ngày này mới mua mà sao ấy vậy trời? Vì chúng thì người ta mua, còn chặt thì người ta bán vậy thôi. Bình thường. Cũng như thích thấy lạ lạ mua chứ. Lạ mua không khoái, không thích thì đổi xe khác vậy đó. Nhiều khi người ta đổi cho lên chiếc SH cao. Tôi mua chiếc này về thấy lùn quá về. Anh em không thích thì đưa lên SH cao, nhiều khi người ta để lại. Cái mẫu này thì rất đẹp ha, xanh xi măng á. Xe không khác khác đây nè, phụ trợ mua về rồi nó không chịu chạy, nó chán nó bán luôn nè. Nhiều cây vậy anh? 4 cây. 4 cây hả? 4 cây số. Ôi là trời, cái này chắc mua từ cửa hàng chạy tới nhà rồi luôn. Nhiều khi mà nếu mà nhà ở xa mua mấy chiếc xe ở salon, nhiều nhà ở xa chạy xa hơn cây số xe này nữa. Tại ngày sát xa, sát ở đây đó, tìm vòng đây đó. Không khác thì xe mới ha. Mới 4 mấy triệu, 36 triệu chứ đó. Đây, chìa khóa còn một cặp ha. Con Winner này cũng mới nè. Toàn chiếc này mới quay kỹ kỹ nè. Kể cả cái vỏ xe nè. Thấy không? Vỏ là chưa thấm vậy trên đó. Xe chạy có 4 cây số mà. Nhiều khi nó mua về cái nó không thích. Chạy cái mẫu nó không hợp hay gì đó, cái bán lại đổi lên xe khác, xe cao mất tiền hả? Tính ra nếu mà vậy thấy lỗ, người mua đầu tiên thấy lỗ 10 triệu phải không? Ừ, cũng 8 triệu à, 7-8 triệu à. Ừ, 7-8 triệu rồi. Rồi khi mua về nó không chạy, nó chê á, chứ cha mẹ mua cái chê cái về nó không chịu chạy, người ta bán lại. Đúng rồi, sở thích mỗi người mỗi khác mà. Rồi Wagyu này đứt chưa? Chưa, chưa. Bên này mấy chiếc khu chợ nè. Có khu chợ neo nè, 49 triệu. Con này thấy còn mới quá nè. Xe này FB 2 CT này 17. Xếp B 30. SH mới luôn nè, 70. Khoan khoan, đi không kịp anh ơi. Đi nhanh quá khán giả chóng mặt. Chiếc này cũng 2000 cây nha. Con này nhiêu? Con này nhiêu? 30. 30 à. Cái này ai tầm khoảng 50 tuổi chạy chiếc này hợp ha. SH này 70 đồng nha, 70 củ khoai. SH này đời mấy anh? Xe này chắc 22, 23 rồi, xe mới rồi, mẫu mới. Thì xe chạy có 2000 đó. Vision mẫu mới luôn nè, 27 triệu. Cái này khoảng còn khoảng 90% ha. Chiếc này chắc còn 90 mấy%. Ơ đồ nó nhiều vậy anh? Hồ sơ cầm tay luôn à? Hồ sơ cầm tay hết bệnh luôn rồi. Bình con mảnh mà. Nhiêu vậy? 5-6 ngàn. Nhưng mà giá thì nó rẻ ha. Rồi cái con mới cũng ba mấy triệu, mua này nó rẻ hơn xe mới cũng 10 mấy triệu đó, chiếc Vision đó. Con này chưa? Chưa phải không? Ở trong đây cũng có 1-2 chiếc cũng sắp gì dắt ra nè. Trong đây cũng có 1-2 chiếc có đứt à. Có chiếc đứt chiếc không ha. Ờ, chiếc đứt chiếc không. Thì ai có nhu cầu tìm xe loại nào đời nào á thì liên hệ cửa hàng ha. Chào anh em nha, hết nha. Rồi, hẹn anh em lại clip sau nha.